Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu một bức tranh, và đó là một quả quả gì đấy. Quả này quen lắm, giống quả liệu ha. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tô luôn bức tranh này nhé. Ok nha. Được thôi. Ok nha mọi người, mình xoay mọi người, mình có chút việc giờ mình tô màu nha. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Biết rồi. Không ạ, em đang suy. Ok mọi người tôi đi ạ. Ok nha mọi người. Ok. Chào.
Ok nha mọi người. Một tô đi ạ. Ok nha mọi người. Xác rồi. Có đăng tiêu không hay là như nào? Cứ đăng tiêu, đăng tiêu. Nó bị bản quyền đỏ thì vẫn cứ đăng. Ừ, nó chỉ chặn một ngày thôi, mai đăng. Ok nha mọi người ơi. Thế mấy cái video mình đăng rồi thì như nào? Đăng rồi thì ấy, em không sống lại em cắt về content. Lại cắt về content. Những cái đăng rồi mà nó bị ấy gì, bị chặn như thế. À, cắt về hết content rồi nhưng mà đang bảo là có khôi phục lại xong rồi để lại cái dạng không? Người sao? Kiểu mình đăng rồi nhá, mình khôi phục để nguyên content không để Một giữ tô đúng đi không? em. Khôi phục content rồi thì em cắt về content nữa. Cắt về content rồi thì bây giờ đổi tên, tiêu đề, đổi thu đi. Tên. Xong rồi công khai rồi. Để kết bạn. Đây đúng không? Tên Đúng để nó như này. Đổi hết sang đổi hết xóa cái bông bụng Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Mấy nghiệm hiến. Ok. Có khóa này. Mọi người tôi ạ, bức tranh mình sắp hoàn thành rồi nha, mình sẽ hoàn thành nhanh nhất để mọi người xem nha. Ok nha mọi người. Ok và ok nha. Yeah.
Ok nha mọi người. Có mấy cái mà được 26.000 view có độ về như kiểu ngoài. Video của mình đến kết thúc nha, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nhớ lên tiếp theo một like xem kênh của mình. Nghĩa là những cái nào mà bị